Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học của công ty du học Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn trường tại đất nước Singapore, đó là trường SHRM. Trường SHRM là trường chuyên về ngành quản trị du lịch và khách sạn, cung cấp cho các bạn sinh viên những kỹ năng và kiến thức toàn diện nhằm đáp ứng được nhu cầu của ngành công nghiệp này. Đặc biệt thì chương trình học tại trường SHRM luôn đáp ứng được tính nghiêm ngặt và toàn diện theo tiêu chuẩn của những trường dạy quản lý khách sạn tại đất nước Thụy Sĩ. Năm 2015 thì SHRM vinh dự đạt được những danh hiệu cao quý về chất lượng giáo dục cũng như là chứng nhận về tiêu chuẩn giáo dục EduJet 4 năm. Hiện nay tại trường SHRM đã đón nhận hơn 300 sinh viên quốc tế, sinh viên Việt Nam khoảng hơn 20 người. Với quy mô chỉ với 12 lớp học giúp các bạn dễ dàng hòa nhập với tất cả mọi người. Trường sẽ đảm bảo 100% cơ hội thực tập 6 tháng sau khi tốt nghiệp có hưởng lương lên đến 1.500 đô la Singapore. Mức lương thực tập này sẽ phụ thuộc vào năng lực của mỗi học sinh. Và chương trình thực tập này thì trường sẽ sắp xếp cho các bạn đi thực tập tại các tập đoàn du lịch khách sạn lớn có hợp tác với trường SHRM. Và tiếp theo thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn yêu cầu tuyển sinh đầu vào tại trường SHRM như sau. Đầu tiên là bạn sẽ phải tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông. Và nếu trường hợp các bạn chưa hoàn thành lớp 12 thì các bạn sẽ được yêu cầu học thêm khóa dự bị 3 tháng trước khi vào chuyên ngành chính của trường. Với chương trình sau đại học thì chương trình này dành cho các bạn sinh viên tối thiểu là 21 tuổi, tốt nghiệp đại học, không cần kinh nghiệm hoặc các bạn đã tốt nghiệp cao đẳng với 3 năm kinh nghiệm. Và đối với trình độ tiếng Anh thì yêu cầu của trường là bạn phải có IELTS 5.5 hoặc là chứng nhận trình độ Anh ngữ tương đương, hoặc là bạn đạt được số điểm là 115 điểm bài test tiếng Anh của trường SHRM. Và chương trình học và học phí của trường SHRM như sau. Đối với chương trình tiếng Anh thì trường đào tạo 2 cấp độ, với một cấp độ là 3 tháng thì các bạn sẽ hoàn thành chương trình tiếng Anh trong vòng 6 tháng. Chứng chỉ dự bị đại học thì thời gian học sẽ là 3 tháng. Đối với chuyên ngành về du lịch khách sạn, chuyên ngành này thì các bạn sẽ có thực tập hưởng lương 6 tháng. Các chuyên ngành trong lĩnh vực du lịch khách sạn như sau. Chương trình cao đẳng quản lý nhà hàng thời gian học là 6 tháng. Chương trình cao đẳng quản lý du lịch khách sạn năm nhất thời gian học là 12 tháng. Và chương trình cao đẳng quản lý du lịch khách sạn năm 2 là 9 tháng. Chương trình cao đẳng nâng cao quản lý du lịch khách sạn chương trình trực tiếp 2 năm này thì thời gian học là 21 tháng. Và chương trình cử nhân danh dự về quản lý du lịch khách sạn quốc tế. Đây là chương trình liên kết năm cuối với Đại học Wolverhampton của Anh Quốc với thời gian học là 9 tháng. Ngoài ra trường còn đào tạo chương trình về chuyên ngành quản trị kinh doanh với các khóa học như là cao đẳng nâng cao ngành quản lý kinh doanh quốc tế, thời gian học là 16 tháng. Và chương trình sau đại học về quản trị kinh doanh, thời gian học là 9 tháng. Và để cập nhật những thông tin học phí cũng như là lịch khai giảng mới nhất của trường SHRM thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ở địa chỉ quận nhất là mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Số điện thoại là 0838484879. Tại địa chỉ quận 5 thì các bạn hãy tới địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Và tại Nha Trang thì bạn tới địa chỉ là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.